Xin chào các bạn, đây là mình sẽ mở cái đơn hàng ổ cứng SSD mình mua trên Shopee với giá 415.500 này. Đây là chiếc con này, nó nghịch, nó cắt này, không nói tiếng Anh, nói tiếng Việt con. Đây bạn đây bóc vào cho bố xem. Chả biết mà bên trong nó có cái gì. Đây. Ủa, chỉ là một cái bìa thôi ư? Đây. Bạn nghĩ là ốc sau nạp thức bên trong đây. Nói cũng khá cẩn thận đấy, cẩn thận hỏng con nhá. Rồi, con lấy ra xem nào, đây là cho bố xem nào. Đây là bố quay, để bố quay thì đứa mở quay xung quanh nào. Đây cái hãng kinh tơn nhá, đặt kinh tơn này, kinh tơn này. Star 3 đây, Star 3 đây đây cho bố nó không có dây à, chỉ có này chứ không có dây. Dây kèm. Đây ổ Star 3 xem hạn bảo hành ghi trên sóc kia trên đây. Shopee nha. Bạn nào đây, mua thì ngày đi 19 lên tháng trên 8. Shopee. Ngày 19 tháng 8 này. Nghĩa là đóng gói là ngày 19 tháng 8, hôm nay ngày 25 mà. 25 mình mới giao được. À 19 ngày. Ngày 24 đóng gói ngày 24, 24 tháng 8. Đây nha. Các bạn nào muốn mua gì ấy thì lên Shopee đặt đặt nha, các bạn ghi chữ Shopee vô đây, các bạn ghi chữ S là nó ra Shopee rồi đấy, là vì giới thiệu Shopee đấy. Đây ổ cứng nó như thế này rồi, ổ cứng SSD ổ này là 120 GB à, 120 GB này đấy. 120 GB thì làm thế nào, cầm xem kinh tơn à. Ôm bố nhớ chứ, hình như bố đặt blue nhỉ, mình đặt kinh tơn à, đặt kinh tơn. Đó, cái giá 415.500 là cả tiền ship. Để tí mình lắp thử và xem, lắp thử và test cái ổ SSD này. Để xem nó có chạy mượt hơn. Thì thường thì các bạn sử dụng Win 10 ấy, thì nên nên đầu tư lấy cái ổ cứng SSD này. Đấy thì nó chạy nó sẽ mượt hơn là có HDD. Đấy, thì đây là cái cổng Star 3. Star 3 này. Nên mình sẽ cắm và thử. Thì ngày trước thì mình cũng có đầu tư một cái cho laptop, thì giá cái lúc đấy mình đầu tư khá là mắc. Lúc mình mua là 240 GB là mất 3 triệu, thế giờ này mình thấy nó rẻ quá, 120 GB mà có 500.000 thì rẻ quá, thế là mình thay để cài cái ổ Windows cho nó mượt thôi. Thế thì bố ơi, bộ mình thử luôn nhé. Rồi ok, mình thử luôn. Bạn là ra đây xem em bố ra xem nào. Không, để tí bố tự lắc thôi. Rồi mình xin dừng lại nha. Đây là các cái thông số mình sau khi cài cái cứng LED kinh tơn này vào. Thì mình cài cái thay cái ổ cứng này vào này. Thay ổ cứng này vào. Thì các cái chỉ số nè, mình đang cài Windows OC này. Đấy, thì các bạn thấy là phần trăm nó chạy nó cũng sẽ rất là ít. Nếu mà cái ổ HDD mà các bạn dùng ấy, như của mình ấy, thì nó cần gần như nó kéo nào cũng 100%, nên là máy rất đơ và chậm. Đấy, và RAM nó cũng kéo lên là gần như là dùng full luôn. RAM của mình 6 GB nhưng mà nó kéo nào cũng khoảng tầm xấp xỉ là gần 99%. Đây là cái kinh tơn này, cái ổ mình vừa cài 120 GB ATA này. Thì cái Windows 10 thì các bạn nên đầu tư lên cái ổ SSD. Đấy, thì mình thấy ở đây thì các cái thông số. Đây là các cái thông số mà cái ổ của mình có này. Đấy, cái này có ATA này. Mấy cái này mình muốn mua là vẻ là mượt mà hơn. Thì mình đây mình đang cài thêm cái Visual lên. Thì máy các bạn mà dùng Windows 10 ấy, thì nên đầu tư một cái, đúng không? Video mình xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.